Vâng, thưa quý vị, chỉ cần những thao tác đơn giản được thực hiện trên chiếc smartphone cầm tay như thế này thì Thùy Quyên cũng đã dễ dàng tải được phần mềm ứng dụng an toàn trên biển. Và ứng dụng này có những hữu ích và tính năng nổi bật gì? Ai là người đã viết nên nó? Hãy cùng Thùy Quyên tìm hiểu nhé! Ứng dụng an toàn trên biển, viết tắt là ATTP. Trên ứng dụng này có nhiều thông tin về an ninh hàng hải, an toàn hàng hải, sơ cấp cấp cứu, thông tin liên lạc và phòng chống bão. Chính vì thế, ứng dụng an toàn trên biển được ví như một sổ tay di động, vừa thông minh vừa tiện lợi, đồng hành cùng ngư dân trong suốt hành trình trên biển. Hầu hết bà con đều đánh giá cao về cái sự tiện lợi của ứng dụng cũng như là về cái nội dung mà rất là trực quan. Ví dụ như về sơ cứu y tế thì cũng có những cái hình ảnh cụ thể, hoặc là về cái phòng tránh bão thì họ cũng có những cái sơ đồ, hoặc là cũng có những cái mô hình và những cái kinh nghiệm về tránh bão, thì bà con có thể truy cập và qua đó thì có thể đưa ra được cái quyết định đúng đắn nhất khi mà gặp, để tránh khỏi những cái hiểm nguy khi mà hành nghề trên biển. Để tải ứng dụng trên cửa hàng trực tuyến CH Store, chỉ cần tìm theo từ khóa an toàn trên biển, chọn kết quả tìm kiếm đầu tiên, sau đó chọn cài đặt. Lúc này, ứng dụng đã được cài đặt trên thiết bị. Đây là ứng dụng miễn phí. Đặc biệt, ứng dụng này có thể hoạt động ngoại tuyến, rất hữu ích cho ngư dân khi đánh bắt xa bờ. Cái phần an ninh hàng hải này gọi của tất cả các nền hàng hải thì cái tàu bạn. Vâng, thưa quý vị, ngồi bên cạnh Thùy Quyên là anh Hồ Xuân Phong, trưởng phòng phối hợp cứu nạn thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 MRCC Đà Nẵng, người đã viết phần mềm ứng dụng an toàn trên biển. Vâng, thưa anh Phong, xin hỏi là điều gì khiến anh đã viết nên phần mềm an toàn trên biển ạ? Do cái môi trường và cái điều kiện làm việc của những người đi biển thì nó rất là phức tạp, khó khăn và nguy hiểm. Ngư dân của chúng ta là thường là người ta chưa được hoặc là không được đào tạo một cách chính quy bài bản, và thêm vào đó nữa là cái môi trường làm việc của người ta nó thiếu rất là nhiều, ví dụ như là không có sóng điện thoại, không có internet này, và thậm chí những cái vùng biển nó không liên lạc bằng các thiết bị hàng hải, nó cũng không liên lạc được. Và chính vì những cái thiếu như vậy thì bản thân mình là muốn làm sao tạo ra một cái dạng như là một cái cuốn sổ tay để cho người ta đi biển có thể người ta mang theo và khi cần thì có thể dùng được ngay. Qua cái thời gian công tác mình rút ra được thì họ cần cái gì và họ thiếu những cái kiến thức gì thì mình sẽ bổ sung vào trong cái đó. Và cái này thì cái ứng dụng này được cái thì nó sẽ giúp cho cái vấn đề mà lưu trữ và giữ ở trên tàu nó rất là nhiều. Chỉ cần chúng ta có được một cái điện thoại thông minh thôi thì chúng ta có thể tải về và sử dụng được ngay. Mức độ phổ cập của ứng dụng này đến nay là như thế nào rồi? Xây dựng một cái clip hướng dẫn về cái việc sử dụng cái ứng dụng này thì mình gửi cho các cái đơn vị, ví dụ biên phòng, hội nghề cá này, rồi thực tế là những cái chương trình mà tuyên truyền tập huấn của mình, thì nếu có điều kiện thì mình sẽ hướng dẫn bà con trực tiếp, còn nếu không thì mình sẽ thông qua cái kênh của biên phòng và mình nhờ các cái đơn vị đó người ta hướng dẫn lại cho bà con tải và sử dụng ứng dụng này. Những cái tính năng nổi bật của phần mềm ứng dụng an toàn trên biển là gì ạ? Khi bạn ở ngoại tuyến, bạn không cần internet, không cần sóng điện thoại, bạn vẫn sử dụng được cái ứng dụng này. Đó là cái tính năng nổi bật. Và một cái nữa là khi người dân đã tải cái ứng dụng này về rồi thì khi nhà phát triển mà cập nhật những cái thông tin mới hoặc là thêm những cái thông tin mới vào ứng dụng thì cái ứng dụng này khi bà con mà về tới đất liền mà có internet thì nó sẽ tự động cập nhật cái nội dung mới đó vào ứng dụng. Với những cái hữu ích như vậy thì mất bao lâu để anh có thể xây dựng nên ứng dụng này ạ? Từ khi ấp ủ cái ý tưởng cho tới đi tìm tòi các cái thứ thì từ năm 2020 và mãi cho tới năm 23 này thì nó mới hoàn thành cái ứng dụng. Anh mong muốn điều gì khi mà viết nên ứng dụng an toàn trên biển như thế này ạ? Với cái mong muốn là góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào cái việc là làm giảm các cái nguy cơ gây tai nạn ở trên biển cho bà con, giúp cho bà con yên tâm bám biển mưu sinh cũng như là bảo vệ cái chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Xin được cảm ơn anh Hồ Xuân Phong và xin được chúc anh thật nhiều sức khỏe để tiếp tục với công việc ý nghĩa của mình, cũng như là xin chúc cho phần mềm mà anh tạo nên, đó là phần mềm ứng dụng an toàn trên biển, sẽ ngày càng được nâng cấp và tối ưu hóa các tính năng, mang đến một ứng dụng rất là hữu ích cho bà con ngư dân của mình. Vâng,
Thưa quý vị, qua những thông tin mà anh Hồ Xuân Phong chia sẻ cùng video hướng dẫn ứng dụng an toàn trên biển mà chúng tôi đã cung cấp, thì có thể thấy rằng là ứng dụng này được xem là giải pháp đặc biệt hữu ích và có tính sáng tạo, hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động trên biển của người dân.